Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Và hôm nay thì Nhật An tiếp tục dẫn quý vị chúng ta sẽ đến thăm những công trình cho Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại Chinh Thành, Bình Phước và chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm công trình của nhà anh Đỗ Đức Tâm, một khách hàng của Mark Home. Với công trình của nhà anh Tâm thì hiện tại cũng đã thi công được một thời gian rồi. Vậy thì chính xác thì công trình đã thi công được bao nhiêu phần trăm? Chúng ta hãy cùng nhau tiến gần hơn và cùng nhau quan sát nhé. Và hiện tại Nhật An đã có mặt tại ngay phía trước của công trình của nhà anh Tâm. Và như quý vị có thể thấy là hiện tại là chúng tôi đang triển khai là thi công phần thô ở bên ngoài ha. Sắp tới sẽ đến giai đoạn là sơn phết. Còn ở bên trên phần mái thì chúng tôi có đã lợp rồi. Với công trình này Nhật An cũng xin chia sẻ quý vị về kích thước luôn. Đó chính là công trình sẽ có chiều dài là 16,75m, chiều rộng là 10m. Và tổng tích sử dụng cả 2 tầng ăn cộng lại được là tầm khoảng 280m2. Về chiều cao có sụp không định của mái sẽ là 10,7m. Sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 4,2m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,9m. Đây là cái chiều cao cũng khá là ấn tượng, bởi vì khi mà ngôi nhà quý vị thiết kế càng cao thì tiến vào bên trong cái trần nó càng cao, nó sẽ giúp cho chúng ta sinh hoạt sẽ càng cảm giác là mát mẻ và thoải mái hơn. Với công trình của nhà anh Tâm ở đây thì hiện tại thì chúng tôi chưa sơn phết thì quý vị chưa thấy về cái tông màu chủ đạo. Nhưng mà sau này thì chắc chắn khi chúng ta sơn phết xong thì quý vị xem qua ảnh vẽ 3D sẽ thấy công trình chúng tôi sẽ phối những tông màu cũng rất là cơ bản. Ví dụ là màu trắng nè, màu xanh nè, màu ghi nè, vân vân. Công trình đây là một công trình 2 tầng mái Nhật với phong cách hiện đại, là mẫu nhà rất là quen thuộc và được yêu thích của Mark Home rồi ha. Và chúng tôi sẽ có bố trí rất nhiều những vị trí cửa sổ cả khu vực là chính diện cũng như là mặt bên của công trình. Ở đây thì quý vị thấy là cũng rất là nhiều những ô cửa luôn quý vị, cửa mặt bên cũng như là cửa sổ xung quanh, cho nên là công trình sẽ đón gió ánh sáng từ nhiều hướng. Và một ưu điểm của nhà của anh Tâm nữa là gì, đó chính là có cái khoảng sân rộng khá là rộng ở phía trước. Sau này khi mà chúng ta làm cái phần sân xong rồi làm thêm phần cổng rào và tường bao thì chắc chắn đây là công trình phải nói rất là chỉnh chu luôn. An luôn thích những cái công trình nhà mà phải có cái khoảng sân quý vị, bởi vì nếu mà chúng ta không có khoảng sân thì ngôi nhà sẽ hơi bị tù túng, hơi bị ngột ngạt chút xíu. Cho nên là với công trình mà có khoảng sân thì thật sự là một ưu điểm rất lớn dành cho gia chủ luôn. Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình của nhà anh Tâm. Còn bây giờ có lẽ chúng ta tiến vào bên trong để xem là cách phân chia không gian như thế nào nhé. Và tiến vào bên trong thì chúng ta sẽ đến với không gian đầu tiên, đó chính là phòng khách với diện tích là 28,5m2, một diện tích cũng khá rộng rãi để chúng tôi bố trí về công năng. Hiện tại thì ở bên trong chúng tôi chưa có ốp lát gạch cũng như là phần trần chưa có làm, cho nên quý vị chưa cảm giác được cái vẻ đẹp của nó. Nhưng mà tin chắc rằng một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi mà công trình hoàn thiện dần chúng ta ốp lát gạch lên thì sẽ rất là đẹp luôn quý vị ơi. Và với không gian phòng khách thì chúng tôi sẽ lấy sinh khí là nhờ vào những cái ô cửa sổ hai bên nè, cũng như là cái ô cửa chính rất là to ngay phía trước. Chắc chắn thì cửa chính luôn là cái cửa đóng vai trò quan trọng ha. Và với một căn nhà hiện đại thì quý vị có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có thể làm cửa chính bằng gỗ cũng được, hoặc chúng ta lựa chọn là cửa chính bằng nhôm hệ kính cũng được. Thì như thế nào thì nó cũng sẽ quan trọng nhất đó chính là tạo được cái vẻ đẹp cũng như là cái lấy thật nhiều gió và ánh sáng vào bên trong là tốt nhất nha. Tiến vào phía bên này thì chúng ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên của công trình của nhà anh Tâm. Và với phòng ngủ đầu tiên thì sẽ có diện tích đó chính là 22m2, một diện tích cũng rất là rộng rãi luôn ha. Với căn phòng ngủ này chúng ta sẽ lấy sinh khí là nhờ vào ô cửa sổ ngay vị trí này rất là to. Và sắp tới thì chắc chắn nếu mà chúng ta hoàn thiện xong thì em nghĩ cái vị trí đặt giường hợp lý sẽ đặt giường ở đây là em nghĩ hợp lý nhất luôn đó quý vị. Bởi vì đặt ở đây rồi thì tủ áo có thể đặt một bên phía bên kia hoặc là đối diện ở đây, rồi tắt đầu giường bàn trang điểm cũng dễ bố trí hơn. Và như em nói ngay từ bên ngoài đó quý vị, đó chính là công trình của nhà anh Tâm có cái độ cao, cái phần trần rất là cao, cho nên bước vào những không gian này tuy là không gian riêng là không gian phòng ngủ nhưng quý vị cảm giác nó rất là mát mẻ luôn ha. Tiến vào phía bên này thì đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân căn phòng này. Chúng ta sẽ bố trí ở đây một cái khoảng không gian vừa phải, chúng ta có thể đặt lavabo nè, toilet may trang sứ và một sàn tắm đứng nhé. Trở ra phía bên ngoài thì chúng ta sẽ đến đây. Đây chính là không gian phòng bếp của công trình nhà anh Tâm với diện tích là 28m2. Hiện tại thì đương nhiên căn nhà chưa có bố trí nội thất, nhưng mà sau này anh nghĩ nếu mà đặt á, chúng ta có thể đặt một bàn ăn ở đây nè. Bàn ăn vị trí này hợp lý bởi vì ở đây là rất gần với cái khu vực cửa mở ra mặt bên của công trình, cho nên nếu mà chúng ta đặt bàn ăn ở đây là rất là thoáng để mà gia đình có thể ngồi đây sinh hoạt ăn uống trò chuyện với nhau, cực kỳ tuyệt vời luôn. Qua bên này thì đây sẽ là một phòng ngủ nữa.
Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 18m² nha quý vị. Và nó cũng không hề thua kém gì về cái độ rộng rãi cũng như là thông thoáng so với các phòng ngủ trước. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái ô cửa sổ rất to mở ra phía sau của công trình, cho nên là cũng rất thoáng. Và phía bên này cũng sẽ có một nhà vệ sinh khép kín dành cho chủ nhân căn phòng này ở đây. Sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ ốp lát gạch cho những khu vực này, và quý vị yên tâm là chúng tôi cũng sẽ ốp gạch, ví dụ là gạch chống trơn, những gam màu có thể là màu ghi nè, màu nâu nè, những gam màu mà nó không có bị bám bẩn nha. Và cuối cùng thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ di chuyển ra phía sau. Ở bên này thì chúng ta sẽ bố trí ở đây lần lượt là một khu vực nhà tắm, một khu vực nhà vệ sinh sẽ được thiết kế tách biệt với nhau. Còn đây là một cái lối cửa để mở ra cửa sau của công trình. Phải nói là cái cửa sau này là cái cửa rất là cần thiết luôn quý vị, bởi vì một căn nhà mà chúng ta có khoảng sân rộng như nhà của anh Tâm thì thật sự chúng ta nên bố trí những cái lối cửa như thế này, nó sẽ rất cần thiết cho ngôi nhà của mình. Và đó là tổng quan tầng 1 của nhà anh Tâm. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến lên tầng 2 nhé. Và tiến lên tầng 2 của công trình của nhà anh Tâm thì khu vực ăn đứng sau này sẽ là không gian phòng thờ với diện tích là 18,4m², một diện tích anh thấy cũng khá rộng rãi để chúng tôi bố trí về mặt công năng. Và với khu vực này thì chúng tôi sẽ lấy sinh khí và ánh sáng là nhờ vào ô cửa sổ này, cũng như là một cái phần ban công rất là rộng ở phía trước luôn quý vị. Ở phía bên trên của ban công thì chúng tôi sẽ có cái giàn hoa sẽ được làm từ bê tông và được sơn màu trắng thì cũng rất là đẹp. Sau này chúng ta có thể treo một số những cái loại hoa, những cái cây leo ở ngoài thì nghĩ là cũng sẽ giúp trang trí cho ngôi nhà nhìn bắt mắt hơn. Tiến vào phía bên này thì chúng ta sẽ đến với một phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 22m², một diện tích cũng rất rộng rãi và hình như là nó tương đồng với diện tích của căn phòng ngủ bên dưới đúng không nào. Và căn phòng này thì cũng như căn bên dưới, chúng ta sẽ đặt một cái nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân căn phòng ở đây. Và có ưu điểm nữa đó chính là phòng này thì sẽ có một cái ban công mini ở ngoài đây. Khi mà chúng ta có thiết kế một cái ban công mini đó quý vị, thì sau này nếu mà chủ nhân căn phòng mà chúng ta, ví dụ chúng ta thích một số trồng một số loại cây hoa cũng được, hoặc là quý vị có thể tận dụng cái ban công này để mà chúng ta đặt một cái ghế lười ngồi ngắm cảnh, cái đó là tùy theo sở thích ha. An thì An luôn thích những căn phòng ngủ có ban công, nó sẽ giúp cho căn phòng ngủ nhìn nó đẹp và nó nên thơ hơn. Tiến ra phía sau thì chúng ta sẽ đến những phòng ngủ còn lại nhé. Ở phía bên này thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị chúng ta đến với một phòng ngủ. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 18m². Và căn phòng này thì cũng có một cái ban công khá là rộng rãi ở vị trí này. Và có vị trí này thì có một ô cửa sổ nữa, cho nên là cũng rất là thoáng mát luôn. Về phòng ngủ thì em chia sẻ quý vị có thể sơn phết tùy theo sở thích của mình. Ví dụ những căn phòng bình thường chúng ta sơn màu trắng, màu xanh như thế nào đó, thì phòng ngủ quý vị hoàn toàn có thể phối theo sở thích cũng như là về phong thủy của bản thân mình. Ví dụ là chủ nhân căn phòng, chủ nhà thì người ta là phong thủy ví dụ là màu xanh đi, nhưng mà mình là phong thủy của mình màu đỏ chẳng hạn, mình hoàn toàn có thể bố trí riêng cho phòng ngủ, bởi phòng ngủ là không gian cá nhân nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ di chuyển ra phía bên này và chúng ta sẽ đến phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà. Phòng ngủ ở đây sẽ có diện tích là 23m², một diện tích rất là rộng luôn. Và các phòng ngủ này thì cũng sẽ có nhiều vị trí cửa sổ để chúng ta sẽ lấy sinh khí vào. Và An thì An luôn thích những các phòng ngủ ở trên cao quý vị, và đặc biệt phía sau thế này nữa, nó cách xa mặt đường cho nên là chúng ta cũng thấy nó rất là yên tĩnh. Và trên cao thì nhìn cái view hai bên rất là đẹp, quý vị nhìn ra ngoài đi, phải nói là cây xanh bóng mát rất là đẹp luôn ha. Từ nãy giờ thì An nghĩ nhiều quý vị cũng thắc mắc là những vị trí nhà vệ sinh ở đâu. Thì ở trên tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí ở đây. Ở đây là hai cái khu vực riêng biệt và chúng tôi sẽ tách ra làm hai bên. Một bên là khu vực tắm, một bên khu vực nhà vệ sinh. Đây là một thiết kế mà An nghĩ rất là hay để giúp tận dụng tối đa về mặt công năng, không ai phải chờ đợi ai để mà sinh hoạt hết. Cuối cùng là đây. Đây là vị trí sân ướt của ngôi nhà, hoặc có thể gọi là sân phơi cũng được. Còn không thì chúng ta cứ tạm gọi nó là một cái ban công. Thì ở đây quý vị thấy là nhìn ra cái view ngoài rất là đẹp luôn. Và hôm nay khi mà đến thăm công trình của nhà anh Tâm, một công trình đã hoàn thiện tầm khoảng 50-60%, thì em rất chờ đợi khi mà công trình sơn phết lên nữa để xem nó đẹp như thế nào. Thì quý vị hãy chờ đợi cùng với An nhé. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì cần ngại liên hệ ngay Mắc Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ em xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.